Rồi, ở đây anh em thấy là Long có mấy cái bình đó, nước rất là thấp luôn. Ví dụ như cái ly này nè, đó. Thì anh em nhìn là anh em cũng biết Long đang làm gì rồi ha. Thì Long đang trị bể bóng cho mấy con cá này, con nào cũng bị bể bóng hết. Và mấy con này là mấy con cá koi hết nè, chả có con fancy nào hết. Mấy con cá trong bầy koi là hay bị vậy lắm. Rồi, thì hôm nay mình sẽ đến với video là trị bể bóng cho mấy con này ha. Thì theo kinh nghiệm Long trị thì Long thấy là tầm khoảng tháng cho đến 2 tháng là mấy con này nó sẽ lành, nếu như mà anh em kiên trì điều trị ha. Bây giờ mình sẽ thử điều trị cho mấy con này coi sao. Cái cách điều trị của Long thì hoàn toàn là tự nhiên thôi, không xài thuốc gì hết. Coi như là bây giờ mình cũng sẽ form nó, vừa form vừa điều trị luôn ha. Long chuẩn bị sẵn 5 cái keo rồi nè, 5 cái ly nước mía. Thì cái mực nước á, anh em thấy là mực nước cực kỳ thấp luôn. Cái mục đích đó là mình sẽ form nó vô đây và mình cho nó bơi trong cái mực nước thấp như thế này để cho nó không có bơi cái kiểu nhõng nhõng đầu như vậy nữa. Mình ép cho nó không có được bơi nhõng đầu như vậy nữa, nó sẽ nằm ngang trên cái bề mặt này thôi, tại vì nước cực kỳ thấp. Thì mình sẽ nuôi nó ở trong này, mình nuôi ở trong này luôn, thì cứ cho ăn bình thường. Rồi trong một cái hũ như vậy á, trong một cái ly nước mía như vậy thì mình vẫn set up muối lá bàn bình thường, coi như là mình nuôi nó trong này thôi. Chỉ có cái cách điều trị là chỉ có vậy thôi, mình nuôi nó trong mực nước thấp đó. Cái cách làm của Long là như vậy, mình nuôi trong mực nước thấp, không có xài thuốc gì hết và mình cho ăn bình thường. Thì một ngày mình cho ăn một cữ bình thường thôi, mình và mình cho ăn ít thôi, nếu hai cữ cũng được, nhưng mà cũng là cho ăn ít thôi nha. Anh em nhớ là những cái trường hợp này mình cho ăn ít thôi. Thì khi mà cái mực nước thấp như vậy á, thì con cá nó sẽ đỡ bơi nhõng đầu hơn. Bây giờ mình sẽ cất nó đây ha, chút xíu nữa Long cũng cho muối lá bàn bình thường, cho ăn bình thường. Rồi khoảng 5 ngày mình thay nước một lần, mình cũng vẫn tiếp tục nước thấp như vậy đó, 5 ngày mình thay nước một lần, cứ để hoài vậy luôn đó. Thì ở đây Long có đang điều trị 3 con nè, và Long thấy hình như con mái Galaxy đây nó đã lành rồi nè. Anh em thấy nó bơi bình thường chưa? Bây giờ Long test nè, Long sẽ đổ nước cao lên thử coi là nó có bình thường không đó. Mình đổ nước cao lên là mình biết là nó đã lành hay chưa rồi. Đổ nước cao lên mình là mình biết nó đã lành hay chưa liền. Còn bên đây thì chưa lành đó, nó, anh em thấy là nó vẫn còn nhõng nhõng này đó, thì để yên vậy đi. Còn bên đây là Long thấy lành rồi nè, đó, bơi bình thường rồi, thấy không? Không còn nhõng. Còn bên đây thì vẫn còn nhõng nè, vẫn còn lắc lắc nè. Ok, vậy là coi như mình lành một con rồi. Thì cái này là Long đã điều trị trước, Long nuôi ở đây chắc cũng phải 2 tuần rồi. Cái quá trình điều trị này Long nghĩ là không dưới 2 tuần đâu. Và cũng thôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chờ đợi cái này và Long sẽ cập nhật kết quả của cái này để cho anh em xem là coi 5 con này thì mình điều trị thành công được mấy con. Rồi, đây là 5 con cá hôm bữa nè, cũng được gần 2 tuần rồi. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra kết quả ha. Mình sẽ châm nước vô. Để coi chữa lành được mấy con ha. Rồi, chờ chút xíu anh em mình cùng quan sát ha. Từ bên đây qua đi. Thì cái con mái này nè, lên màu đẹp luôn rồi. Và hết bơi nhõng đầu rồi. Còn bên đây thì đó, nhìn là biết kết quả luôn rồi. Con trống thì còn nhõng ha. Con mái bên đây, con mái rép này cũng đẹp nhưng mà hình như là vẫn còn nhõng. Đây, con này ok rồi, đem xuống đi. Con này lành rồi. Giờ coi con này coi. Cũng chưa lành hẳn. Con này cũng chưa lành hẳn nè, vẫn còn hơi nhõng nhõng nè. Nhưng mà nó đỡ hơn con bên đây, đỡ hơn con trống này và đỡ hơn 2 con bên đây luôn đó. Con bên đây cũng con Nemo này thì con trống này thì quá tệ luôn rồi. Con Galaxy bên đây cũng không được. Con Nemo, coi con Nemo thôi, cũng còn lắc, nó bơi bình thường rồi nha anh em đó, bơi bình thường rồi. Maret với con Nemo là đỡ nhất, con Nemo này với Maret đây là đỡ nhất. Hai con này thì vẫn còn
quá nhõng đầu luôn đó. Rồi thì bây giờ mình lại tiếp tục hạ thấp nước xuống, coi như là mình thay nước mới đi. Hai con này có khả năng sẽ lành nè, còn hai con bên đây thì khá nặng rồi. Mình vẫn tiếp tục nuôi năm con này, mình vẫn tiếp tục điều trị cho bốn con này tiếp, hạ thấp nước xuống tiếp ha. Rồi chờ đợi tiếp thêm khoảng một tuần nữa đi, tiếp tục kiên nhẫn khoảng tuần 10 ngày nữa coi sao. Rồi thì ở đây Long tiếp tục điều trị cho thêm 5 con nữa đi. Ở bên đây cái con mái này Long không có thả vô hồ sơ. Con mái bên đây Long không có thả vô hồ sơ tại Long thấy nó cũng gần lành rồi. Long điều trị con mái cũng được một tuần rồi. Còn mấy con trống này Long mới bắt nè. Nó thì con nào cũng lắc hết, đó cả bốn con đều lắc nha nè. Rồi thì Long điều trị thêm 5 con nữa để cho nó chẳng 10 đi rồi mình có cái con số thống kê nó chính xác một chút xíu ha. Rồi ở đây là tất cả những cái con cá mà mình đang điều trị bể bóng nè. Đây nữa, mình nhốt trong đây cũng cả tháng rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra ha, bằng cách là mình sẽ đổ đầy nước lên đó. Rồi bây giờ anh em mình cùng kiểm tra ha. Bên đây cái con số 1 bên đây thì nước nó vàng quá nhìn không có được, cho nên là Long sẽ bắt ra. Bắt ra Long thả vô đây nha. Đó, thả vô cái keo kiến cho coi. Rồi bên đây con mái này, con Galaxy này có vẻ ok rồi nè. Đó là lành một con ha. Long ngâm suốt cả tháng luôn đó. Còn bên đây, bên đây thì cũng hơi khó coi, để Long thả vào cái hồ sơ cho chắc, tại vì để nước đây nó vàng quá. Rồi còn bên đây là nhìn là biết kết quả không được rồi nè. Nè anh em thấy nè, cái đầu nó còn nhõng nè. Rồi cái nào mình cứ để hết vào trong này đi ha. Rồi tiếp tục, con này cũng có vẻ lành rồi nè. Đó, con trống này lành luôn. Ok, để qua đây, con nào lành để qua đây đi. Bên đây thì không lành, đó, nó vẫn còn nhõng nhõng nè. Rồi, khỏi coi nữa. Nước hơi dơ anh em thông cảm nha, tại vì một tháng rồi không có đụng vô. Con bên này cũng vậy luôn, một con máy Red Galaxy đẹp. Nhưng mà vẫn còn nhõng nè. Đó, vẫn còn nhõng nè, bỏ. Rồi bên đây con trống Nemo này như lành rồi nè. Đó, anh em thấy không? Trống Nemo. Đó, hình như là lành rồi. Rồi, cho qua đây thử coi, cho qua keo kiến thử coi. Xíu kiểm tra lại. Rồi, con bên đây lành luôn. Đó. Lành luôn rồi. Con mái này thì khỏi cho vô keo kiến luôn, nhìn là biết liền luôn. Đó, bơi rất là bình thường. Mái rét màu đậm luôn ha. Ok, tính ra là lành được cũng nhiều quá chứ. Rồi đây không lành đó, anh em nhìn kỹ nè, nó nhõng nhõng nè. Rồi ở đây ba con này là bỏ nè, bỏ hết ba con nè. Rồi giờ mình coi ở đây ha, ở đây thì có con mái này là không lành nè, là một nè. Con trống này tuy kè nhưng mà Long thấy cũng, con trống này tuy là kè nhưng mà nó cũng nhõng nhõng nè, cũng không được nè. Mặc dù kè rất sung rất đẹp nè, mái này bỏ luôn nè, là hai nè. Còn ba con này 1, 2, 3 thì có vẻ như là ba con trống này ổn. Đó, bơi bình thường rồi. Đó. Ok, vậy là mình sẽ bắt ra ha. Trong đây 5 con là lành được 3 con. Rồi, bây giờ mình tổng kết lại ha. 1 2 3 4 đó, anh em nhìn kỹ nè, nó bơi ok rồi nè. 5 6, ba con này là ở trong cái hồ sơ lúc nãy Long mới thay nước luôn. Còn ở đây là có 5 con không thành công nè, 1 2 3 4 5, thì có 11 con mà 6 con thành công là Long đã thấy là quá mừng rồi. Bình thường mấy lần trước là Long để chỉ có khoảng 2 tuần cái Long kiểm tra lại thì Long thấy đa phần là nó không có lành, cho nên là Long đổ luôn, là không có điều trị tiếp. Còn 11 con này là Long để một tháng trời, một tháng trời. Ví dụ mà Long thấy nó cạn nước quá thì Long chỉ châm nước thêm một tí xíu thôi đó, một tháng hoặc là hơn một tháng luôn thì nó có cải thiện được một tí. Ok, vậy là cũng coi như là điều trị thành công cho mấy cái con bể bóng này ha.
Rồi, như vậy là Long đã điều trị thành công cho mấy cái con cá nó bị bể bóng rồi. Nhờ may mắn mà mình cũng thành công được 50%. Thì cái này là cái lần này là cũng thành công nhất của Long luôn. Thì chốt lại cái cách mà Long điều trị đó là Long coi như là mình cho nó vô cái mực nước thấp, form nó ra, cho nó vô những cái ly mực nước cực kỳ thấp luôn, khoảng 1 cm thôi. Và mình bỏ thí nó luôn, mình không để ý tới nó nữa. Trong vòng khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì nói chung mình chỉ cho ăn và mình thấy nước cạn quá, nó gần khô rồi thì mình châm nước vào thôi. Nếu mà anh em nào kỹ hơn thì có thể thay nước cho nó, nhưng mà cũng mỗi lần thay thì cũng cho nó lại cái mực nước thiệt là thấp thôi ha. Còn mấy cái con mà Long điều trị không được á thì Long nghĩ là do nó bị bể bóng quá nặng luôn rồi. Mấy cái con đó là giống như là nó bị gãy xương luôn rồi, nó có vấn đề về xương khớp luôn rồi. Và chắc là những cái con mà không điều trị được đó, chắc là Long phải gửi cho cái bà này nè. Đó, chỉ có cái bà này mới trị được các cái vấn đề về xương khớp thôi. Còn lại Long thì Long chỉ trị bể bóng và một cách gọi là cầu may thôi. Thì hên thì nó sống, con nào bị nhẹ thì nó khỏe, nó lành lặn, nó đẹp đẽ bình thường. Con nào mà nặng quá thì thua. Thì nếu mà anh em có nuôi nhiều bầy cá rồi thì anh em sẽ thấy là những cái bầy mà thường xuyên bị bể bóng, cái tỷ lệ mà bị bể bóng cao á là những cái bầy koi. Đó, còn Fancy thì cũng có bể bóng luôn nhưng mà nó ít bể bóng hơn. Ở cái tuổi mà từ 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng 3 tháng á thì cái tuổi đó tụi nó ăn rất là nhiều, đặc biệt là cái dòng koi á, khi mà mình cho ăn á, mình cho ăn no rồi nó vẫn ăn lì được, cái bụng nó căng rồi nó vẫn cố gắng nó ăn tiếp. Thì đó, khi mà những cái con đẹp á là những cái con gen mạnh, nó mạnh về sắc tố màu và nó còn mạnh về cái thể chất nữa, nó giành ăn giỏi hơn mấy con kia đó. Và khi mà nó ăn quá nhiều thì cái thức ăn vô trong bụng nó sẽ chèn ép cái bong bóng mà làm cho con cá nó bị bể bóng như vậy ha. Thì mình chữa là bằng cách cầu may thôi. Long cũng nhắc lại thêm một lần nữa là cái cách của Long á là hên xui thôi, lần này hên được một nửa chứ lần sau nhiều khi Long trị 10 con mà nó chỉ được có một con thôi, là do cái con đó nó bị nhẹ nhất chứ không phải là cái cách này đảm bảo là luôn luôn là trị thành công ha. Rồi thì quay lại với cái bầy koi ở dưới cái hồ xi măng đây. Bên kia cũng vậy, bên đây cái bầy này nó bên đây cái bầy này nó nhỏ tháng hơn và nó anh em sẽ thấy rõ luôn nè. Đó, nó đang nổ đốm mà trải xe lô rất là nhiều rồi. Thì coi là Nemo với Galaxy là nó bể bóng rất nhiều, có nhiều con không có lên đốm cũng bể luôn như con này. Rồi để Long cái bầy này cũng bể nhiều lắm rồi nè, đây nè, như con này cũng bể nè anh em thấy con mái này ngay chỗ cái vợt không đó. Thì Long chưa có lựa cá xanh, chưa lựa xanh lô, để cho nó bự thêm tí nữa rồi lựa nó hay hơn. Ủa, mấy lần trước Long thấy nhiều lắm mà ta, sao tự nhiên nay lên hình nó ít vậy. Đây nè, con xe lô này cũng bể luôn nè. Này là mình phát hiện bể bóng, mình những cái con mà nó lên đốm là mình bắt đầu mình tách ra mình điều trị được rồi. Chứ còn mà anh em để lâu nữa hoặc là những cái con mà anh em đã nuôi lâu rồi mà đột ngột nó bị bể bóng thì Long nghĩ là cũng khó mình điều trị được theo cách này ha. Khi mà cá nó bị bể bóng á thì anh em sẽ điều trị và cố gắng kiên trì cho nó thời gian là khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi đó, rồi mình mới có được cái kết quả. Rồi và phòng bệnh hơn trị bệnh thì mình cho ăn, mình sẽ cho ăn nó nhiều cữ lại, mỗi cữ nó ít lại, cái lượng thức ăn mỗi cữ ít lại. Thì cái đó thì đòi hỏi anh em phải có nhiều thời gian, một ngày mà cho tới 5 6 cữ á thì bắt buộc là mình phải thật là rảnh. Do như Long đây, Long cũng chỉ cho được 3 cữ thôi. Thì nói chung cái gì cũng phải đánh đổi hết, không có gì mà mình vẹn toàn hết đâu, mình phải bỏ công bỏ thời gian ra thì nó mới được những cái kết quả như ý anh em ha. Đâu có cái gì dễ, mà nếu mà cái gì nó dễ quá thì mình lại không thấy vui đâu. Rồi rồi thì Long đã chia sẻ xong cái cách mà điều trị bể bóng ở trại của mình ha. Đây là cách mà Long đang áp dụng cho mấy con cá mà nó đẹp lột lột đẹp lên đốm mà bị bể bóng. Thì không biết anh em có cái cách nào hay hơn thì anh em có thể để lại bình luận ở phía dưới để chia sẻ cho những anh em khác nữa nha. Còn với cái kinh nghiệm của Long thì Long chỉ điều trị cách cầu may vậy thôi, chứ không, thực sự là không có cái khoa học gì ở đây hết. Cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha.